Hi, good morning quý vị. Nãy giờ mình đang có mặt ở đường Dương Đình Nghệ, phường 8, quận 11, Sài Gòn. Sáng ngày 1 tháng 9, 2017, đầu tháng 9 đó quý vị, mùa thu Sài Gòn. Trời se lạnh nè. Nhiệt độ giờ khoảng 30 độ C, nắng nhẹ quý vị. Khí hậu nó hanh á. Chúc quý vị tháng 9 đầy may mắn, nhiều niềm vui, mạnh khỏe, hạnh phúc nha. Đây là khu quận 11, tập trung đông người Hoa vậy. Ở phía trước thì thấy cây vú sữa. Đó có nhà cổ vậy ha. Rồi đây là đường xóm đất vậy. Chắc ở đây là đường 3 tháng 2, ngày xưa là đường Trần Quốc Toản hay gì. Đường Nguyễn Thị Nhỏ. Cái trái đây là đường Trần Quý vậy. Đường Hà Tôn Quyền bán sủi cảo, bột chiên, món ăn của người Hoa nổi tiếng gì ha. Phía trước thì là chợ Hà Tôn Quyền nè, ngang cái chợ gì xem nha. Cắt ngang đường Nguyễn Chí Thanh gì, ngày xưa là Trần Hoàng Quân.
đây là chợ Tân Thành hả chị? Chuyên bán về phụ kiện xe gắn máy. À, đi thứ mì. Bưng tủ tiếu hay không? Đây nướng cơm tấm khói bài thơm đó gì? Đây nướng sườn á. Đường Phó Cư Điều. Trước đây bệnh viện Chợ Rẫy á. Đây ở đây là đường Thuận Kiều. Đường 12 quận 5 này. Đây là đường Phạm Hữu Chí. Cái mặt sau của bệnh viện Chợ Rẫy đó. Đây là mặt sau của trường Hồng Bàng gì kiến trúc thời Pháp này. Không phải là bệnh viện Hùng Vương đó, đây mặt sau khu D của bệnh viện. Nhớ hoài phòng 501. Rồi qua đây là đường Bà Triệu ấy. Bên trái đây đường Nguyễn Kim, bên phải vậy là hãng bia 333, bia Sài Gòn. Đây mặt trước của hãng bia này. Về Sài Gòn quý vị uống thử bia 333. Cái này có từ thời Pháp quý vị. Rồi ở đây là đường Nguyễn Chí Thanh. Ngày xưa có tên là đường Trần Hoàng Quân.
6 Nguyễn Tri Phương ấy. Con đường này hàng cây dầu hai bên rất là đẹp quý vị ha, mát, tháng 9 mùa thu. Chúc quý vị may mắn, mọi điều tốt đẹp quý vị nha. Thank you, see you quý vị.